anh Nam hôm nay cất công khi lên đây gặp em rồi, thì anh muốn tặng kiểu gì nào? Anh hôm nọ là thấy bác Hồng Duy với lại bác Văn Thanh lên 30 size làm quả tóc kiểu xoăn 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 với này. Cream lock. Hồng hồng ấy. Với cả màu hồng. Ở đấy. Rồi. Anh định làm cái kiểu mà hồng hồng của bác Hồng Duy thấy hay hơn. Anh quyết định là sau khi mà xem xong quả ảnh của Hồng Duy nhuộm tóc hồng ấy, cắt quả tóc hồng thì anh muốn làm tóc đấy. Tóc đấy gọi là tóc gì vậy? Tóc đấy là kiểu sidequep anh ạ. Sidequep đúng không? Quýt quýt nữa, tí nữa mình sẽ tự tự tạo kiểu. Quan trọng là cái màu hồng, anh thích cái màu hồng ấy đúng không? Ừ, anh thích vẻ nữ tính. Thế thì mình nhuộm hồng đấy nhá, xong rồi mình sẽ cắt thầy kiểu thầy Park Hang-seo. Park Hang-seo kiểu gì? Tức là hai bên có một tí tóc ở giữa thì không có gì. Bóng 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 hai bên thì cạo chọc à? Cho anh bóng hết giữa này cũng được. Xong hai bên này nhuộm hồng cho anh. Được anh ạ. Được, hợp lý đấy. 30 size làm được không? Được anh ạ. Làm được đúng không? Ờ được. Quất luôn em. Việt Nam nói là làm nhá. Ờ. Rồi, ok, Việt Nam nói. Đây ở giữa là cứ trắng phau từ giữa này ở trắng hết, hai bên này nhuộm hồng. Thế thôi các bạn chờ nhá, cho tôi mượn cái tông đơn tôi làm luôn cho. Đâu tông đơn đây này. Cô gái. Cô gái. Cô đi. Anh đã sẵn sàng chưa? Đây, cô luôn. Nhanh. Chưa luôn nhá. Em chỉ cần cua một phát thôi là biết ngay như nào. Cua đi. À biết ngay như nào à? Ừ. Đây là lời đe dọa hay là gì? Như thế nào thì cứ cua đi. Em nhuộm hồng này, thế xung quanh mình cắt như nào nhỉ? Mình cắt như nào? Xung quanh này có uốn xoăn được như Vũ Văn Thanh không? Uốn được đi anh ạ, nhưng được. Mà nghe bây giờ anh thích trên này hồng vuốt lên như này này. Rồi. Xong xung quanh này uốn xoăn tít thò lò vào. Giống Văn Thanh ấy. Thực ra nếu mà uốn xoăn như này ấy, thì rất là khó để mình dùng kỹ thuật. Cho nên là em có một phương pháp khác là tóc trên này của anh thì sẽ kẹp vào cái khe cửa sổ cho mình đóng dầm một cái là nó gãy thì cứ dần dần như thế là nó sẽ cũng hợp lý đấy nhỉ. Bây giờ là hai kiểu của Văn Thanh với lại Hồng Duy thấy kiểu nào cũng đẹp nhưng mà thôi anh quyết đi. Lấy cái kiểu của Hồng Duy đi, nhuộm hồng. Ok, nhuộm hồng. Chốt. Ok, bắt đầu đây. Đập tay cái này. Đây, okay. Đập nữa, không đập nữa đây. Okay. Ok. Ok. Ôi, chỉ luôn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Ok, đây là một cái video mà tôi sẽ thông báo cho các bạn rằng là cuối tháng 9 này, ngày 30 tháng 9 là tôi sẽ ra một cái MV mới thay thế cho MV Ngừng Phán Xét. Không phải thay thế mà nói chung là MV thứ hai. Đấy, tức là tôi muốn làm cái MV mà nó chất hơn Ngừng Phán Xét. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Và tôi vừa mới cắt tóc ở trong 30 size ra xong. Đấy, các bạn nhìn cái đầu tôi này. Đấy, đẹp không? Màu hồng nhìn rất là nữ tính luôn. Nhưng mà nhìn nó rất là sáng sủa, mặt nó rất là sáng, da tôi trắng hơn bao nhiêu. Bây giờ thì tôi đang trên đường về dưới Tiền Hải Thái Bình để chuẩn bị thật là kỹ lưỡng cho cái MV sắp ra vào cuối tháng 9 này. Vào ngày 30 tháng 9 là tôi sẽ công chiếu cái MV của tôi. Nói chung là chỉ có mỗi kiểu tóc này thôi là bị lộ thôi, còn tất cả mọi thứ là đều bí mật hết. Đấy. Thì trước khi mà về Tiền Hải bây giờ tôi sẽ đi mua đồ đã. Ok, tôi sẽ sắm rất là nhiều đồ ấy, cực kỳ nhiều đồ đấy. Nói chung là cái MV này là một cái MV mà phải gọi như là rất là đầu tư của NTN. Ok. Thì là tiện đây tôi cũng muốn quay lại cho các bạn xem luôn. Đây là một cái MV mà tôi nghĩ là tôi nên phải đầu tư hơn so với lại Ngừng Phán Xét. Bởi vì tôi thấy Ngừng Phán Xét là thứ nhất là nó hơi kiểu trẻ con, thứ hai là
nó hơi kiểu không đầu tư và không tâm huyết lắm đấy, nên là bây giờ tôi quyết định là ở cái MV này chưa có tên nhá, thì tôi sẽ đầu tư thứ nhất là về tóc đấy, thứ hai là về trang phục, thứ ba là về tất cả mọi thứ để có thể hoành tráng hơn. Thì những cái bạn nào mà thích cắt tóc cứ vào 30 size mà cắt, bạn bè tôi bây giờ là vào hết 30 size cắt rồi, trong đấy người ta cắt rất là đẹp, nhìn kiểu tóc tôi các bạn có thể biết được này, đấy ok rất là đẹp luôn đấy. Rồi bây giờ đi mua đồ, tôi đang ở trên Hà Nội đấy, đây là đường Láng. Ok, sau hơn 3 ngày, thật ra tôi định là 1 ngày trên Hà Nội để mua đồ, nhưng mà sau hơn 3 ngày tôi phải vào trong Hồ Chí Minh nữa. Thì bây giờ tôi đã có mặt ở nhà ở tại Tiền Hải Thái Bình với một đống đồ đây các bạn thấy không? Bằng này đồ nó rơi khoảng tầm 100 triệu. Ok, 100 triệu tiền đồ. Thật ra không phải khoe nhá, ok. Gọi là phô trương, gọi là trưng bày hàng đấy, trưng bày hàng hóa, trưng bày đồ. Các bạn biết là cái MV này tôi đầu tư nhiều tiền như thế nào. Thật ra thì tiền nó không quan trọng, quan trọng là mình đam mê, quan trọng là mình thích nó. Ok, mình thích thì mình click thôi. Thì bây giờ tôi sẽ khoe một tí, cũng như là tôi sẽ cho bạn biết một tí thôi chứ không biết nhiều, bởi vì biết nhiều quá thì các bạn sẽ biết hết những cái trang phục rồi, những cái đồ gì mà tôi sẽ dùng trong MV. Chủ yếu là rất là nhiều quần áo để có thể thay đổi, ok. Nó sẽ không như MV ngừng phán xét nữa, mà MV này tôi sẽ đầu tư hơn. Mặc dù là không biết nó như thế nào, nhưng mà thôi, mình tin vào những cái gì mà mình đang nghĩ, và tôi tin vào tôi. Tôi tin vào tất cả cái gì mà tôi đang làm, ok. Không nên tin luyên thuyên nữa, để cho các bạn xem luôn này. Đấy, thấy không? Rất là nhiều đồ nha. Ok, đây này, đấy. Adidas này, Ata này, Adidas này, Nike này, ok. Toàn đồ thể thao thôi. Còn nguyên cái vali này thì bên trong có một món đồ rất là giá trị, tí nữa tôi sẽ mở sau. Ở đây thì chủ yếu cũng không có gì cả, toàn quần áo rồi giày dép các kiểu linh tinh thôi. Đấy, riêng cái túi này, đây nhá. Riêng cái túi này có hai đôi giày này có giá là 6 triệu. Đấy. Cái giày này có giá là 3 triệu này. Còn đây nữa, đây là cái kính có trị giá là 10 triệu. Đấy, kinh không? Ok. Rồi, linh tinh quần áo này nó tầm khoảng mấy chục triệu ấy. Cũng đắt phết đấy, đây này, cái quần này nó 2 triệu này đấy. Ok, tiếp này. Đây cái áo này 2 triệu này, nó cứ nhân lên nó chung nhiều lắm đấy, ok. Còn đây cái vali này nhá, nguyên cái vali này tôi bắt buộc tôi phải mua mới ở trong Hồ Chí Minh. Đây là cái vali mà vào trong Hồ Chí Minh mua nhiều đồ quá, tôi tưởng là tôi có thể xách tay được, nhưng mà quá nhiều đồ với lại có một đồ rất là giá trị nên là tôi bắt buộc phải mua cái vali này để tôi đựng đồ. Cái vali này thì nó cũng có giá siêu rẻ 4 triệu, bên trong nó thì có một vài món đồ khoảng tầm 50 triệu. Đây tôi sẽ mở ra nhá, ok, mở ra cho bạn xem này. Bây giờ tôi sẽ mở cho bạn xem là tại sao mà đắt tiền như thế. Còn để kiểm chứng ấy, thì các bạn đợi đến MV của tôi vào ngày 30 tháng 9 này, các bạn sẽ kiểm chứng được những cái món đồ của tôi nó như thế nào đấy. Các bạn có thể lên mạng các bạn check giá. Còn bây giờ tôi cũng khoe cho các bạn xem trước đã, nhưng mà tôi không khoe hết nhá, tôi chỉ 50-50 thôi, bởi vì khoe hết ra thì nó lộ hết bí mật. Đây, đây nhá, đỏ đỏ này là một chiếc đồng hồ tôi đặt từ bên Mỹ về. Đấy, một chiếc đồng hồ tôi đặt từ Mỹ về nhá, chứ không phải ở Việt Nam đâu. Phải đặt mất 2 tuần và nguyên chiếc đồng hồ thôi, nó có giá là 40 triệu. Đây nhá. Phiếu bảo hành này. Đó, ok. Đồng hồ xịn bao giờ có phiếu bảo hành. Rất cẩn thận. Ui. Rất cẩn thận luôn. Rồi. Đây. Được đóng bọc rất cẩn thận luôn. Mấy lớp luôn này. Đây. Thấy chưa? Đây là một cái lớp bằng da bọc da. Như một cái hộp bằng da luôn, sợ thật. Đấy, ok. Bên trong đây là một chiếc đồng hồ. 40 triệu cái đồng hồ này, nhưng mà nói chung là tôi sẽ không khoe ra. Ok. Đấy nhá. Tính nguyên cái đồ với cái đồng hồ đã hơn 100 triệu rồi. Đây có những cái áo, cái quần linh tinh này. Nói chung là toàn đồ đen, không có cái gì là màu mè cả. Đấy rồi, khoe thế thôi. Còn hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy đợi chờ ngày 30 tháng 9 để có thể xem cái MV của NTN. Ok, nói chung là không còn gì để chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye.